Thưa quý vị, điều bất ngờ mà Đức Thánh Cha Francisco ngài đã tuyên bố sau chuyến công du Đông Nam Á của ngài, ngài nói rằng đời sống của giáo hội Công giáo thực sự sống động hơn ở ngay bên ngoài châu Âu không phải ở vào châu Âu. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội Công giáo sống động hơn bên ngoài châu Âu khi ngài hồi tưởng lại chuyến tông du gần đây của mình tới Đông Nam Á. Một suy ngẫm đầu tiên đến một cách tự phát sau chuyến đi này khi nghĩ về giáo hội chúng ta vẫn còn quá coi trọng châu Âu hay như người ta nói phương Tây. Đức Giáo Hoàng phát biểu tại quảng trường Thánh phê vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Nhưng trên thực tế, giáo hội lớn hơn nhiều, lớn hơn nhiều so với Roma và châu Âu. Và tôi có thể nói rằng giáo hội sống động hơn nhiều ở những quốc gia này. Ngài nói thêm như vậy. Trong buổi ý kiến chung đầu tiên kể từ khi trở về từ chuyến công du quốc tế dài nhất trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Francisco ngài đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa vì những trải nghiệm của ngài tại Indonesia, tại Papua New Guinea, tại Đông Timor và tại Singapore từ ngày 2 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2024. Ngài nói rằng tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho phép tôi làm như là một vị giáo hoàng cao tuổi những gì tôi muốn làm khi còn là một tu sĩ dòng tên trẻ tuổi. Đức Thánh Cha chia sẻ như vậy. Đức Thánh Cha, người sắp bước sang tuổi 88 vào tháng 12 năm 2024 đã bày tỏ sự nhiệt tình của mình đối với giáo hội truyền giáo hướng ngoại mà Ngài đã gặp trong chuyến thăm bốn quốc gia đảo ở châu Á và châu Đại Dương. Tại Indonesia, nơi chỉ có 3% dân số theo đạo hồi của quốc gia này là người công giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài cho biết Ngài đã gặp một giáo hội sống động, năng động và có khả năng sống và truyền bá phúc âm. Ngài chia sẻ về khoảnh khắc nhớ lại chuyến thăm của Ngài đến khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo Istilo, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á, nơi Ngài đã ký một tuyên bố chung với Đại Inam Uma lên án bạo lực dựa trên tôn giáo và thúc đẩy sự tiến đến một thiên chúa là che duy nhất của chúng ta. Ngài nói rằng ở đó tôi thấy rằng tình huynh đệ là tương lai. Là câu trả lời cho chủ nghĩa phản văn minh, cho những âm mưu độc ác của Hận thù, chiến tranh và cả chủ nghĩa giáo phái. Đức Giáo hoàng Phanxicô sì ngài bình luận rằng các nhà truyền giáo và giáo lý viên là những nhân vật chính trong chuyến thăm Papua New Guinea của ngài, nơi Đức Thánh Cha được chào đón bằng tiếng trống của một số bộ lạc thổ dân của đất nước đã chấp nhận đức tin Công giáo. Tôi rất vui khi có thể lại một thời gian với các nhà truyền giáo và giáo lý viên ngày nay. Và tôi rất xúc động khi lắng nghe những bài hát và âm nhạc của những người trẻ tuổi. Ở họ, tôi thấy một tương lai mới, không có bảo lực bộ lạc, không có sự phụ thuộc, không có chủ nghĩa thực dân, kinh tế. Hay ý thức hệ, một tương lai của tỉnh huynh đệ và sự quan tâm đến môi trường thiên nhiên kỳ diệu. Đức Thanh Trà ngài nói thêm rằng, có một kỷ niệm đẹp khi đến thị trấn ven biển xa xôi Vanimo, một tiền đồn trong rừng rậm nơi ngài có nói rằng các nhà truyền giáo người Argentina đã đi vào rừng rậm để tìm kiếm những bộ lạc ẩn giật nhất. Đức Thanh Trà cho biết ngài đã trải nghiệm không khí mùa xuân ở Đông Timor, một quốc gia công giáo nhỏ đã giành được độc lập từ Indonesia vào năm 2002. Ngài ca ngợi quốc gia công giáo này vì có nhiều gia đình đông con và nhiều ơn gọi tu trì. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của trẻ em, ngài nói. Ở Đông Timor, tôi thấy sự trẻ trung của giáo hội, các gia đình trẻ em, người trẻ nhiều chúng sinh và những người khao khát sống đời sống thánh hiến. Trong suốt chuyến đi, Đức Thánh Cha phanxicô ngài thường khen ngợi tỷ lệ sinh cao không chỉ ở Đông Timor mà còn ở Indonesia và nói rằng tỷ lệ sinh cao như vậy nên là tấm gương cho các quốc gia khác trên toàn thế giới. Trên chuyến bay trở về Roma, Đức Thánh Cha đã ca ngợi nền văn hóa sự sống của Đông Timor và đồng thời nói thêm rằng các quốc gia giàu có hơn, bao gồm cả Singapore, có thể học hỏi từ quốc gia nhỏ bé này, nó rằng trẻ em chính là tương lai. Nhìn lại chặng đường dừng chân cuối cùng của mình tại Singapore, Đức Thanh Trần nhận xét rằng thành phố nhà nước hiện đại này rất khác so với các quốc gia khác mà Ngài đã đến thăm trong chuyến tông du của mình. Ngay cả ở Singapore, giàu có cũng có những người bé nhỏ, những người theo phúc âm và trở thành muối và ánh sáng những người làm chứng cho một hy vọng lớn hơn những gì lợi nhuận kinh tế có thể bảo đảm Ngài chia sẻ thêm. Đức Thanh Trà Francisco Cô, Ngài đã suy gẫm về chuyến đi của mình đến bốn hòn đảo nhiệt đới và một buổi sáng mùa thu nhiều mây ở Roma. Đức Thanh Trà khá sôi nổi khi nói về những chuyến đi của mình, thường xuyên đưa ra những bình luận ngẫu hứng về đám đông. Ngài nhấn mạnh với đám đông rằng một chuyến hành trình tông đồ khác nhiều so với đi du lịch – vì đó là một hành trình mang lời Chúa để làm cho Chúa được biết đến và cũng để hiểu được tâm hồn của mọi người. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt nghiêm trọng gần đây ở châu Âu và động viên các cộng đồng công giáo địa phương đang nỗ lực cứu trợ lũ lụt do bão Boris gây ra. Trong những ngày này, những trận mưa lớn như chút nước đã đổ xuống Trung và Đông Âu khiến cho nhiều nạn nhân, những người mất tích và thiệt hại lớn lao ở Áo, ở Romani, Cộng hòa Séc và Ba Lan, những nơi phải đối mặt với những bất tiện bị bi thảm do lũ lụt gây ra. Tôi bảo đảm với mọi người về sự gần gũi của tôi, cầu nguyện cho những người đã mất mạng và gia đình của họ, Ngài chia sẻ. Đức Thanh Tra Phạm Xì Cô, Ngài bình luận rằng, có nhiều cặp đôi mới cưới đã đến buổi tiếp kiến chung để nhận phước lành của Ngài cho cuộc hôn nhân của họ. Với việc Đức Thanh Cha đã gửi lời chào đến hai nhân viên Vatican sẽ kết hôn tại thành phố Vatican vào cuối tuần. Đức Thánh Cha đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho đôi tân hôn có được ân sủng chấp nhận công việc và thập giá hàng ngày như là những cơ hội để phát triển và thanh tẩy tình yêu của đôi bạn. Đức Thánh Cha Francisco cũng cầu nguyện cho những người bệnh, người già và người khuyết tật có mặt tại buổi tiếp kiến. Xin Đức Mẹ Sầu Bi, người mà chúng ta đã nhắc đến vài ngày trước trong phùng vụ, giúp cho anh chị em, những người bệnh và người già thân mến, nắm được trong đau khổ, và khó khăn lời kêu gọi biến đổi cuộc sống của anh chị em thành sứ mệnh cứu rỗi anh chị em mình ngài chia sẻ thêm như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.